uống vài ngày không thể đỡ bỏ cuộc, đổi thuốc liên tục, chữa nhiều nơi gặp nhiều bác sĩ. Những tình trạng này khi được nhắc đến chắc chắn sẽ khiến tới 90% người bệnh thoái hóa cột sống phải giật mình. Tuy nhiên, những cơn đau như đục đẽo vào cột sống đã khiến họ không sốt ruột, không được. Và việc cứ thử xem sao đã dẫn họ đến những sai lầm liên tiếp trong quá trình chữa bệnh. Hiện nay thì cuộc sống của chúng ta rất bận rộn, ai cũng có những cái việc phải mưu sinh. Cho nên là nhiều khi người ta mắc phải chứng đau, người ta muốn là điều trị làm sao thật nhanh và dùng cái biện pháp nào đó, thứ thuốc nào đó thật nhanh. Thế và lại nữa là gì? Là ngay trong ngành y tế thì một số thầy thuốc cũng nắm được tâm lý đó, thì người ta cũng sử dụng thứ thuốc hoặc những biện pháp làm rất nhanh để người ta có thể là làm cho bệnh nhân vui lòng. Và nếu như bác sĩ mà người ta làm mang chất kinh doanh thì người ta sẽ thu được tiền của bệnh nhân. Cho nên xu hướng là người ta dùng thuốc giảm đau rất là mạnh, có thể là nhóm steroid, ví dụ dùng corticoid chẳng hạn. Thế thì cái việc dùng thuốc như vậy á, thì quả thực là nó giúp bệnh nhân thoát cơn đau lúc đấy. Thế nhưng nó có mấy cái mà bất lợi như thế này. Thứ nhất là nó không giải quyết triệt để được. Nghĩa là anh chỉ có thể dùng, anh tiêm corticoid chẳng hạn, anh có thể khỏi được mấy ngày, sau đó anh bị lại, là bị nặng hơn. Cái thứ hai nữa là khi mà anh dùng trường diễn như vậy thì nó sẽ có những tác dụng phụ của thuốc. Khám bệnh viện bác sĩ bảo là bị thoái hóa cột sống lưng, nó đau nhức lắm, ngồi cũng đau và đi cũng không đi được. Thế ngồi lâu cũng không ngồi được. Thế vừa rồi tôi đã đi chữa rất là nhiều thầy nang, thầy thuốc, ai bảo ở đâu có thầy thuốc tốt cũng đi. Đó uống thuốc tay ở Ito, quốc tế Đồng Nai á. Cho là uống 15 ngày, tôi uống 10 ngày không uống. Tôi cũng đã từng dùng nhiều thuốc rồi và hết nhiều tiền rồi, nhưng mà cũng không khỏi được. Ai cũng biết chữa bệnh trọng phải tốn thời gian. Nếu cố gắng nhồi nhét quá nhiều thuốc, quá nhiều phương pháp hỗn tạp vào trong cơ thể, không những khiến thuốc mất tác dụng mà còn khiến cơ thể nhờn thuốc, bệnh càng ngày càng nặng thêm. Bởi vậy, người bệnh cần phải thông minh, lựa chọn cho riêng mình một phương pháp vừa bài bản, toàn diện, vừa ưu việt và khoa học, sau đó kiên trì theo đuổi tới cùng. Thì uống thì nó đau, bà xã tôi nó đau nhất, đau ngay cái thắt lưng này, nó tê từ trên này nó tê xuống thuốc như này luôn. Đấy, nhưng mà bây giờ nó hết tê rồi. Nó hết đau luôn. Tôi dùng là trước hết tôi dùng mấy lộ trình, 2 đến 3 lộ trình thì cũng chưa thấy gì cả, nhưng mà đến lộ trình thứ 4 thì tôi thấy nó chuyển và nó giảm đi rõ rệt. Thì tôi cũng đau lưng, thì cũng kiếm nhiều chỗ để nằm làm thuốc chê vào nào đấy. Thế nhưng mà có cái là tôi thấy cái thờ mà của bên này tôi tin hơn là bởi vì nó có bên Hà Nam dương mình ấy, thì là mình thấy là mình có cái độ tin cậy hơn. Vừa là uống thuốc, vừa có bài tập xin được hỏi bác sĩ là những cái trường hợp mà có thể chữa khỏi căn bệnh này và trở lại cuộc sống bình thường như chị Hồng Oanh thì chúng ta có thường gặp hay không ạ? Nếu như mà chúng ta phát hiện sớm, chúng ta điều trị sớm với cái chuẩn đoán chính xác ấy, mà chúng ta điều trị nội khoa một cách bài bản, đặc biệt là chúng ta có thể là dùng đông y đơn thuần hoặc kết hợp đông tây, thì tôi nghĩ rằng là cái số lượng bệnh nhân trở lại cái bình thường như chị Oanh thì cũng khá lớn, phải đến 50-60%. Chắc là chị Hồng Anh cũng dùng cái bài An Cốt Na. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cách lựa chọn rất là khôn ngoan. Và quả thực là cái hiệu quả là chị Hồng Anh hiện nay là các triệu chứng nó đã mất hết cả và chị trở lại một cuộc sống hoàn toàn bình thường. Mặc dù không may mắn như đa số bệnh nhân An Cốt Nam khác, bác Nhật, bác Kỳ đã phải theo đuổi tới 5 liệu trình thuốc. Nhưng với niềm tin vững chãi vào thuốc Nam dành cho người Việt, họ đã kiên trì đấu tranh tới cùng. Và quả ngọt đã khiến họ thỏa mãn. Tôi nhìn thấy đó là thuốc nam mà nhiều người có thể là không tin tưởng, nhưng mà tôi thì tôi vì có bệnh cho nên là mình cứ cố mình theo, và tôi thấy là thuốc nam nhưng mà trị được bệnh của người nam đấy, của người Việt Nam đấy, nên là tôi thấy là rất hay. Này là thứ năm rồi, bây giờ là cái như là đi còn hơi yếu một tí nhưng mà hết đau rồi. Tôi thấy đây giảm được 80% rồi.